Rồi, xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay là giới thiệu với các bạn một cây mai dáng độc đáo nữa. Cây mai này là có một cốt, nhưng mà lên này nó chia làm hai cái thân. Chia làm hai cái thân, nó đi hai hướng. Cây này dáng huynh đệ các bạn ạ. Cây này là cây cây anh, còn cái thân này là thân em. Người anh đang làm cái trụ vững để cho người em vươn ra xa. À, các bạn, cây này cái dáng thế cũng rất là hay. Đế thì nói chung là đẹp hết rồi, khủng, rất là đáng để cho anh em sở hữu và sưu tầm. Những cái thế này có thể gọi là huynh đệ hay là bằng hữu cũng được. Cây cành đã được mình uống sữa bằng dây định hình hết rồi. Anh em giao lưu về thì có chăm sóc phân thuốc và chơi thôi, chứ không có cần phải định hình nữa. Những cái lá nào mà nó khô thì các bạn lấy bỏ đi. Rồi. Cây rất đẹp ha các bạn. Đế này mình quay kỹ bộ đế cho các bạn xem đây. Quay quay để cho các bạn xem đế đi. Đế rất là quái cây nha. Những bộ đế này là trên 15 năm hết rồi các bạn. Già chát chúa hết rồi. Mình có bỏ là keo mấy tiếng ở cái bên cái bộ đế. Các bạn có thể hình dung nha. Cây được nằm trong một cái chậu hộp dạng như hình bầu dục á. Chậu dĩa hình bầu dục á. Nó dài dài theo cái hình dáng của bộ đế luôn. Cái này nó có một cái eo rêu đường sâu này, nó tạo cái độ chiều sâu cho cái cây mai. Rồi giờ mình sẽ đo kích thước cây mai cho các bạn quan sát. Đo chiều cao trước đây. Cây này là cao 50 các bạn, chiều cao cây là 50 nha. Bộ tán tán rộng dài thì bao nhiêu, tán thì 70, tán bên này qua bên kia là 70 nha các bạn. Đó. Nói chung là cây này cũng rất là ấm áp, phun tàn hết rồi. Anh em nào có thể thích những cái cây hai thân thế huynh đệ bằng hữu như thế này thì có thể liên hệ mình để mà giao lưu nha. Đó, cây này đỡ khủng quá các bạn, già khủng. Bảo có thể đo cái bộ đế cho các bạn xem nó rộng bao nhiêu không? Lòn qua dưới đây, lòn qua lỗ đó đi. Đó. Rồi. Hết bộ đế là nhiêu? Cái này đế 50 các bạn, đế rất là khủng á. Đó. Hết hết đế luôn là 50 á. Mặc dù cái cốt thân rất là nhỏ thôi, cốt thân này thì tầm 17 18 á. Mà bộ đế này rất là to nè, già. Già quái cây nha. Cái này là giống giáo các bạn. Giáo thì nó ít rụng nụ hơn là cái dòng cúc. Cúc thì rất là dễ bị rụng nụ á. Cây này là cũng một cây dáng nghệ thuật rất là đẹp, rất hay. Rất là thích hợp để cho anh em sưu tầm về cho cái làm đẹp cho cái khu vườn nhà mình. Rồi. Video hôm nay mình đến đây thôi. Anh em có thích những cái cây như thế này thì liên hệ mình nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.